đó mọi người. Như mọi người đã thấy trong tựa đề thì trong video hôm nay Suvi sẽ ăn mì cay. Suvi nghĩ giờ này thì chắc ai cũng đã biết tới cái mì cay Sam Giang rất là nổi tiếng trên YouTube rồi. Nhưng mà hôm nay Suvi sẽ không có ăn cái mì đó, mà Suvi sẽ ăn loại mì cay Sam Giang cay gấp 2 lần bình thường. Cái loại này Suvi thấy bán trong cái shop Hàn Quốc ở gần trường Suvi. Và năm ngoái thì Suvi đã có làm một cái challenge với lại bạn của Suvi là ăn cái mì cay original, và Suvi đã thấy nó rất là cay rồi, mà bây giờ cái này còn cay gấp 2 lần. Cho nên là hôm nay Suvi sẽ cùng với mọi người thử xem là Suvi có thể ăn cay đến mức độ nào. Nếu mà mọi người muốn biết là Suvi có thể hoàn thành cái thử thách này không thì hãy coi tiếp video này nhé. Suvi đã vừa nấu xong mì rồi, bây giờ nó còn đang bốc khói. Thì mấy cái gia vị đồ này nọ thì y chang luôn. Ở trong nó có một cái gói sauce đỏ với lại mấy cái rong biển. Về màu sắc thì nhìn nó cũng giống cái original nữa. Bây giờ Suvi đã có thể nghe được cái mùi cay nó đang bốc bốc lên rồi. Bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Suvi hồi hộp quá. Mọi người có biết khi mà cái cọng mì nó vừa chạm vào đầu lưỡi, một cọng mì nó chạm vào lưỡi là Suvi đã cảm nhận được cái mùi cay rồi. Cái mì cay original thì mình ăn cỡ 1-2 miếng mình mới bắt đầu cảm thấy nó cay cay cay. Còn cái mì này là ngay khi nó chạm vào đầu lưỡi là mọi người đã cảm thấy cái vị cay và càng ăn càng thấy cay. Cay quá. Cái đầu lưỡi của tôi đã tê hết lại luôn rồi. Tôi đang nổi da gà luôn rồi. Tôi phải uống nước. Rất là cay. Tôi cảm thấy mà nghĩ lại nó càng cay hơn nữa. So cay. Có lửa đang cháy trong miệng Suvi vậy. Nó đau đau luôn á. Rồi Suvi nổ hết vậy à. Tôi rớt nước mắt luôn rồi. Xong. Ah.
sự là nó rất là cay. Cái miệng người giống như là nó muốn bị cháy luôn rồi á. Suvi đã cố gắng ăn hết cái mì cay này và Suvi đã làm được, nhưng mà nó rất là cay, rất là cay luôn á. Suvi có cảm giác như là có lửa ở trong miệng của Suvi luôn. Cái mì original nó đã cay rồi và cái mì này nó còn cay hơn không phải hai lần mà Suvi thấy gấp 100 lần. Mọi người thấy Suvi chảy nước mắt luôn rồi, mọi người hiểu rồi đó. Cái sự cay nó làm cho Suvi điên đảo luôn rồi. Nếu mà ai đã ăn cái mì cay original mà thấy không cay thì Sophie recommend mọi người thử cái mì này. Còn đối với bạn nào mà thấy cái mì original cay rồi thì Sophie khuyên là đừng dại dột thử cái mì này. Bởi vì cái miệng của Sophie giống như nó đang bùng cháy và nó cay ra tới lỗ tai luôn. Sophie cảm thấy cái mì cay hai lần này á, mọi người có thể áp dụng nó như một hình phạt khi mà chơi game. Tại vì wow, đã ăn hết một gói này thật sự rất là khổ sở. Thì Sophie hy vọng là mọi người đã cảm thấy vui khi mà coi video này. Bây giờ Sophie cảm thấy giống như là muốn bùng cháy luôn vậy đó. Nếu mà mọi người cảm thấy thích video này thì hãy cho video thumbs up để an ủi cho cái sự cay của Sophie đang chịu đựng. Cảm ơn mọi người đã xem video. Chúc mọi người có một ngày vui vẻ và until next time. See ya.